À, đề tài hôm nay chúng tôi xin muốn mở lại một cái câu kệ trong Hạnh Phúc Kinh. Ở câu kệ này tiếng Bali gọi là Bát Đế Ru Bát Đế Sắc Qua Sơ, và dĩ nhiên đoạn tiếp nối sẽ là E Tăng Măng Ga La Mô Tâm mà, và được dịch là ở trong xứ mình ở, nằm ở trong Kinh Hạnh Phúc. Tuy nhiên chúng ta cần phải mở rộng những cái vấn đề của một cái câu kệ ngôn này, bởi vì khi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng: Này chư thiên, ngươi nên nhớ rằng cả 38 điều hạnh phúc này là hạnh phúc cao tột. Ở đây chữ hạnh phúc cao tột cũng ám chỉ tới một cái sự thành tựu thoát khỏi cái khổ, mà cái khổ này nó sẽ không còn được tái lập lại. Bây giờ cái hạnh phúc nào mà chúng ta nhận được sau khi đã nhận được rồi, diệt trừ đi những cái sự khổ đó, thì những cái khổ đó nó không còn sinh khởi lại được, thì đó mới là cái hạnh phúc mang cả lắm mất tâm ăn, tức là hạnh phúc cao tột. Vậy ở trong xứ nên ở là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đi thâm nhập vào cái ẩn nghĩa của cái lời Phật ngôn này. Trước mắt thì chúng ta sẽ có cái hình thức giải từ Bát Tế Rupa Đề Sa Va Sơ. Bát Tế Rupa có nghĩa là thuận lợi, Đề Sa là cái vùng hay cái địa phận hay là cái nơi, Va Sơ từ chữ Va Sa có nghĩa là ở hay là trú. Như vậy thì Bát Tế Rupa Va Sơ, mà xin lỗi, Bát Tế Rupa Đề Sa Va Sơ là trú ở cái vùng thuận lợi hay là ở nơi thuận lợi hoặc ở xứ thuận lợi. Thì cái vấn đề mà thuận lợi ở đây nó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy ngẫm, mà cái xứ mà có thuận lợi đó là một cái sự suy ngẫm thứ hai. Bây giờ kết hợp được hai cái điều này, cái xứ mà có sự thuận lợi đó nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta đi đến một cái hạnh phúc cao cực. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những ý nghĩa thường tình, tức là ý nghĩa bên ngoài. Thông thường một cái xứ mà thuận lợi đó, đó là một cái xứ mà nó giúp cho thân có thể an lạc, và đồng thời nó giúp cho cái sự tri thức của chúng ta được tăng trưởng. Cái xứ nào mà được an lạc đó là nơi đó là cái vùng đó tụ hội nhiều cái phước của những chúng sinh có phước. Nơi nào mà chúng sinh không có phước mà tụ họp nhiều thì nơi đó nó không có được phát triển về cái mặt vật chất. Bởi vì chúng ta biết rằng cái vật chất mình được phát triển đó, nó chính là do cái phước của người đó hay phước của cư dân đó. Như trong thời Đức Phật này, không phải ngẫu nhiên mà Kinh Thành Vương Xá là cái nôi Phật giáo đầu tiên. Nói cách khác, không phải ngẫu nhiên mà Thành Vương Xá hay là Trúc Lâm Tịnh Xá là cái tự viện đầu tiên của Phật giáo. Bởi vì chúng ta biết rằng á, hai vị thượng thủ thinh văn Sa-la-phất hay là Ngài Mục Kiền Liên cũng xuất phát từ cái vùng đất này. Rồi ngoài ra còn có những vị thánh là thinh văn khác nữa, dù là nữ hay là nam, như bà Tham Á Đinh Na cũng xuất phát từ ở Kinh Thành Vương Xá này.
Một vị thánh nữ ni đệ nhất về giảng pháp. Rồi ông trưởng giả cấp cô độc lại là một vị cư sĩ thánh A-na-hàm. Có rất nhiều. Và điều này chúng ta có thể là cảm nhận rằng là qua lời dạy Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi mà hai vị đại thần Vatsakara xây dựng cái kinh đô Pataliputta là Hoa Thị Thành, thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, dường như là hai vị đại thần này, nhất là Vatsakara, có hiểu được ý của chư thiên. Và nơi đây thì những chư thiên có đại thần lực đang tụ hội tới. Và chẳng bao lâu thì kinh thành Pataliputta này trở thành là một kinh đô trù phú và thịnh vượng. Và quá thật như vậy, sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch độ khoảng 3 năm, sau khi thôn tính được xứ Quách Chi, thì vua Sở Thế đã giờ di đô, tức là từ kinh thành Quân Xá về kinh thành Pataliputta. Và kinh thành Pataliputta rất nổi tiếng vào cái thời vua A Dục. Và cũng tại nơi đây có một cuộc cách tập Tam Tạng lần thứ ba khởi lên. Và chính thức đâu ngài dạy rằng ở nơi nào mà có những vị chư thiên có đại thần lực mà tụ hội tới, thì nơi đó cư dân sẽ được hạnh phúc, sẽ được có nhiều cái lợi đắc. Mà cái vùng đất nào mà chư thiên tới đó, là vùng đất nó phải là người có hữu phước, nên cư dân đó rất là nhiều cơ phước. Ở đây đó cho chúng ta thấy rằng cái xứ là trước tiên mà thuận lợi là cái xứ đó có một cái sự an lạc về thân, và đồng thời nơi đó có cái sự mở mang, một cái tri thức tốt. Khoan nói qua những cái tự viện. Cái tự viện chỉ là một cái hình thức, nó chưa họ phản ánh được một cái gì đặc biệt cả. Mà cái đặc biệt không đó là cái tự viện đó như thế nào. Cái tự viện đó là tụ hợp được những vị hiền trí hay không tụ hợp những vị hiền trí. Cái tự viện chỉ là một cái hình thức mà thôi. Nhưng mà trước đây trước tiên thì chúng ta tìm được cái dòng đai trước. Như những cái kinh đô thì là nơi đó tụ tập tất cả những cái nền văn minh hay là những nền tri thức tốt, và đồng thời nơi đó cái đời sống vật chất nó cảm thấy thoải mái hơn so với những vùng quê, so với những vùng mà ao tù động lạc. Và ở trong thời Đức Phật chúng ta thấy rằng có một cái kinh đô cũng rất nổi tiếng. Đây một kinh đô này nó cung cấp một cái tri thức cho những cái nghệ thuật. Ở kinh đô đó ở tên tại xứ Gandhara có tên là Takasila. Ngay cả kinh từ mà cái những người cư dân đó rất hãnh diện về kinh thành mình đã nói lên là một cái tri thức rất là tốt đẹp. Takasila tức là cái hòn đá, sila là hòn đá, takka là nói lên hay nói khác. Họ tự hào rằng cái kinh đô của họ là hòn đá cũng biết lý luận. Mà quá thật nhẹ, nơi đây đã cung cấp cho người dân Ấn Độ những cái nền tri thức hoặc là những cái nghiệp nghệ tinh xảo. Như là Lương Y Chi Quá Cá cũng xuất thân từ hay là học tập nghệ thuật từ kinh đô Takasila. Hay là tể tướng Banh Phố Lá, người xứ Manh Lá, Vua Ba Tư Nặc, hay là Mahali, người Lê Cha Huy, những danh tài đó cũng xuất phát từ cái kinh thành Takasila này.
Nên tức là học tập từ cái nghệ thuật nhập nhẹ ở tại trên thành này. Như vậy thì cái vùng đất trước tiên ở ngoài đó, chúng ta thấy là vùng đất nào mà mới bình an nhất, là vùng đất mà không có bị lo âu, là vùng đất mà cái tư tưởng chúng ta sống một cách thoải mái, thì trước tiên đó là một cái điểm thuận lợi, nơi mà có thể làm trau dồi cái tri thức của chúng ta nó được tăng trưởng, nó được tốt đẹp. Nhưng mà nhiêu đó cũng chưa đủ, chưa nói chưa đủ, bởi vì những cái tri thức mà tốt đẹp nhất á, thì tất cả những cái nghệ thuật nào đó nó cũng chỉ là dùng để nuôi sinh mạng. Nhưng mà cái tri thức mà vừa nuôi sinh mạng mà vừa hướng tới cái sự thoát khỏi cái khổ, thì cái vùng đất đó xem như là điểm thuận lợi thứ hai. Cái điểm thuận lợi thứ hai tức là cái vùng đất nào mà nó dẫn tới cái sự ly khổ, thì vùng đất đó phải có những bậc hiền trí xuất hiện. Nơi nào mà thân cận được những bậc hiền trí, nơi nào có những bậc hiền trí mà xuất hiện như vậy, thì cư dân đó được an lành, như câu kệ Pháp Cú mà Ngài Tâm Cao có phổ thi: làng mạc nọ, núi rừng kia và thung lũng ấy, lối về non cao, A-la-hán trú nơi nào, cư dân xứ ấy siết bao an lành. Khi nói tới về vị A-la-hán thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng cái vị A-la-hán này bao gồm A-la-hán thanh văn, A-la-hán độc giác, lẫn A-la-hán chánh đẳng giác. Cái an lành ở đây không phải chỉ an lành về vật chất, đó chỉ là phần phụ, mà an lành đây chính là cái nẻo đi, cái bước đến, cái hướng tìm để mà ly khổ đắc lạc là một cách tốt đẹp. Nơi nào có vị thánh A-la-hán thì nơi đó thì dĩ nhiên với cái ân đức của Ngài, chỉ cần đảnh lễ Ngài mà thôi, chỉ cần cúng dường Ngài tùy theo khả năng mình có, bấy nhiêu đó cũng đem tới một cái sự thoát khỏi cái khổ vật chất ở bên ngoài. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng một trong năm người giàu nhất của kinh thành Vương Xá đó là ông Buôn Ná. Mà ông Buôn Ná là trước đó là gì? À, trước đó là một cái người nông dân nghèo khổ cày ruộng, nhưng mà lại có niềm tín tâm nơi Đức Xá Lợi Phất. Mặc dù ông chưa hề biết cái khả năng của vị thượng thủ tinh văn này như thế nào, nhưng mà khi gặp mà Đức Xá Lợi Phất á, thì ông rất là hoan hỷ và cúng dường cây trà răng và nước. Bà vợ cũng chưa biết được cái ân đức của Đức Xá Lợi Phất như thế nào cả. Chúng ta nên lưu ý điều này. Và đã cúng dường cái buổi vật thực dành cho chồng mình đến cho Đức Xá Lợi Phất. Và Đức Xá Lợi Phất đã thọ dụng cái buổi vật thực đó, thì những cái vàng mà ông ta cài trong buổi sáng và buổi chiều nó biến thành vàng cả. Và ông Buôn Ná đã trình báo lên cho vua Bình Sa. Vua Bình Sa cho người mang về đổ trước cái sân chầu, nó cao lớn mức độ mà người đứng bên đây nó không thể nhìn thấy bên kia, nó tựa như giống như một cái núi vàng. Thì bây giờ có một cái người quân hầu của vua Bình Sa mới nói rằng: ồ, vua, đức vua có vàng rất là nhiều. Thì lập tức vàng kia biến trở thành đất trở lại. Hiện tượng này rất là kỳ diệu,
Và những người đứng hầu đã trình lên Đức Vua Bình Sa. Và Đức Vua Bình Sa đã bảo rằng hãy nói là vàng của Bùn Á. Thì khi mà vừa nói vàng của Bùn Á thì những cái mảnh đất nó biến thành vàng. Và ông Bùn Á trở thành là một người giàu nhất, trong năm người giàu nhất của kinh thành Bùn Sa. Mà chúng ta biết rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự là tới Vương Xá vào và thọ nhận cái rừng trúc, đó là vào hạ thứ nhất. Và cũng trong hạ thứ nhất này thì Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên và cùng một số thánh tinh văn A-la-hán đã ngự tới này. Như vậy thì trường hợp ông Bùn Á mà trở thành vị vào thứ năm ở trong thành Vua Xá có khả năng khởi lên từ hạ thứ nhất, bởi chúng ta biết rằng cái hạ thứ ba của Đức Thế Tôn thì kỳ viên tỉnh xá đã được thành lập. Và trong hạ thứ nhất á, thì gia đình của ông Mendaka cũng như là thánh anh chế giá cha bà Visakha vẫn còn ở tại làng Phật Di Giá. Vậy khi vua Ba Tư Nặc tới xin một vị trưởng giả về trong quốc độ của mình, thì đối với năm vị đại trưởng giả này á, vua Bình Sa Vương không dám đụng tới. Mặc dù ông có uy quyền nhưng ông nể trọng cái phước của những người này, cho nên cũng không có dám sử dụng cái uy quyền của mình điều đi, mà chỉ mời cái người con của ông Menaka, người giàu thứ hai hoặc thứ ba, qua thành Vương Xá. Tức là ông Menaka là người giàu thứ hai hoặc thứ ba. Nhưng mà vua Bình Sa cũng không dám dùng uy quyền của mình đối với vị trưởng giả này, mà chỉ có thể dám mời cái người con, tức là ông Thanh Anh Chế Giả, cha của bà Visakha, đi sang qua quốc độ Kosala. Và cái thủ phủ Saketa đã được hình thành với cái sự xây dựng của ông Thanh Anh Chế Giả. Như vậy thì cái thủ phủ Saketa được ông Thanh Anh Chế Giá mà xây dựng đó, mà trong cái cuộc mà lễ lạc thành của chùa Kỳ Viên Tịnh Xá thì từ Saketa cho đến thành Sa Vệ, cứ mỗi giờ tuần như vậy, ông cấp cô độc đã vận động những bạn bè của mình xây dựng lên những cái trạm nghỉ cho Đức Phật và Chư Tăng rất là nhiều, độ khoảng là 7 giờ tuần như vậy, 7 cái trạm nghỉ đầy tiện nghi. Sở dĩ mà chúng ta dẫn chứng như vậy để cho thấy rằng trước đây ông Bùn Á nó còn là người nông dân nghèo khổ, nhưng mà thân cận được cái bậc trí, hay nói khác là bậc có nhiều ân đức. Mà cái nơi mà ở của những bậc có ân đức đó đem tới cái sự an lạc về thân. Rồi về sau nghe pháp, ông Bùn Á lại chứng quả dữ luôn, luôn cả cô con gái là bà Uttara cũng chứng quả dữ luôn. Cho nên A-la-hán trú nơi nào, cư dân xứ ấy xiết bao an lành. Ở đây muốn chỉ cho cái sự an lành cả hai lĩnh vực, về vật chất lẫn tinh thần. Và những cái gì mà hiền trí thường thường là chọn những cái nơi mà phù hợp. Ở đây khi mà chúng ta đã tìm hiểu một cái thuận lợi thứ hai là như vậy, tức là nơi có bậc hiền trí, mà nếu không có bậc hiền trí cũng phải là bậc có cái ân đức, tức là bậc đó là người giữ pháp giữ luật, gìn giữ pháp gìn giữ luật. Đó là một cái điểm thuận lợi thứ hai. Điểm thuận lợi thứ ba nữa, ở bên ngoài
Thì chúng ta thấy rằng cái thời tiết cũng là một cái nơi nương tốt. Nếu như thời tiết khắc nghiệt thì cái sự tiến hóa về mặt tâm linh chúng ta sẽ bị hạn chế. Và trái lại, nếu mà thời tiết tốt đẹp thì có thể giúp cho người đó trở nên tâm tư an lạc và hướng dẫn cái trí tiến sâu vào cái vùng đất giải thoát, hay là cái vùng giải thoát tức là Niết Bàn. Thời tiết cũng là một yếu tố rất quan trọng, bởi vì ở trong bộ vị trí hay là Bát Thanh Á thì nói về cái thường cận y duy, Bát Cát Tu Bát Bất chỉ vô. Thì chính thời tiết cũng là một cái thường cảnh, một cái thói quen. Mà khi bao giờ mà gặp được cái thời tiết này thì cái tâm của người đó được hân hoan, mà cộng thêm những cái gì được trui rèn trong hiện tại, là có thể dẫn tới sự chứng đắc được đạo quả. Mà điển hình như trong kinh tạng chúng ta thấy rằng á, ngài Gotika hoặc ngài Su Ba Phú chẳng hạn, ông vô Bình Sa có hứa với các ngài là mình xây cho các vị này là một cái lưu thất để trú ngụ, mà xây rồi á quên lập mái, trên hạn hán nó đổ xuống khiến cho cư dân ở thành Vương Xá cũng phải chịu khổ cực vì cái thời tiết nóng nực. Mãi cư dân mà chịu như vậy thì các ngài chắc chắn cũng không có thoải mái gì lắm. Mà khi mà vua Bình Sa quán xét lại là cái nguyên nhân nào mà khiến cho cái quốc độ ta bị hạn hán như vậy, ông mới trực nhớ rằng là có cúng dường những cái liêu thất đến cho các ngài đại đức, có một cái sự gìn giữ pháp luật rất là tốt đẹp, nhưng mà quên lập mái, rồi lập tức ông trời đi tới lập những cái mái liêu thất của các ngài. Thì khi mà những cái liêu thất vừa lập xong á, thì bắt đầu trời kéo mây đen và trận mưa nó đổ xuống, một trận mưa rất lớn như xua đuổi đi những cái hạn hán của những năm qua. Và với thời tiết tốt đẹp như vậy, các ngài ngồi trong am thất và thân được an lạc như vậy, các ngài triển khai tuệ quán và chứng quả A-la-hán. Cho nên ở trong Tiểu Bộ Kinh nói về các ngài Trưởng Lão Tăng Kệ, Bộ Trưởng Lão Tăng Kệ nói về các ngài, vì các ngài nói rằng trời mưa khéo hát ca, khéo hát với nhịp điệu, ta ở trong am thất an lạc khéo chở che, mưa đi hãy mưa đi, thần mưa nếu người muốn. Để nói lên cái thắng trí của các ngài sau khi gặp cái thời tiết tốt đẹp, tức là xua đi cái nóng bức. Như vậy thì ở một cái xứ nào đó mà nó có một cái thời tiết phù hợp thì nó sẽ dẫn tới một cái điều tốt đẹp nữa. Và cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy á, cho chư Tỳ Kheo nơi ở trong rừng, ở cội cây hoặc ở nơi trống vắng, ngoài cái mãnh lực thanh tịnh ra, yên tịnh ra, nó còn cái ảnh hưởng của thời tiết nữa. Cái vùng nào mà có thời tiết tốt, nó làm cho cái thân được thoải mái thì nó dẫn tới cái tâm được thoải mái. Mà như giữa trời nắng chang chang nha, trời mà oi bức vậy mà ở trong rừng thì rõ ràng rằng là rất là thời tiết rất là thuận lợi. Như vậy một cái điểm thuận lợi nữa, cái chỗ trú thuận lợi nữa chính là cái nơi có thời tiết. Rồi một cái thuận lợi, cái chỗ mà có thuận lợi nữa, chỗ ở có thuận lợi nữa, đó là nơi mà vật thực tìm không khó khăn, tìm không mệt nhọc. Như Đức Phật ngài dạy trong bài Kinh Khu Rừng cái này chưa tỳ kheo,
Có một cái khu rừng nào đó mà chưa bị tôi tới trú ngụ, có vật thực đầy đủ nhưng mà pháp không tiến quá thì nên đi. Ở đây Đức Phật ngài chú ý tới cái pháp của chúng ta thực tập, cũng là pháp hành của chúng ta có được tiến hóa hay không. Mà cái nơi khu rừng đó cái vật thực đầy đủ nhưng mà pháp không tiến hóa thì này chưa bị khu nên đi. Cái nơi khu rừng nào mà vật thực khan hiếm, tìm mệt nhọc mà pháp không tấn quá, đi ngay. Có nghĩa là khởi lên vào phút nào, vào ban đêm ra khỏi, đi ra khỏi ban đêm, vào ban ngày đi ra khỏi ban ngày, tức là vừa khởi ký là ta lìa bỏ khu rừng này thì nên đi ngay, không ở lại, không chần chờ, không có phải do dự nữa. Nếu khu rừng nào vật thực tìm khó khăn, pháp được tấn hóa nên ở, nên ở. Bởi vì chủ yếu tại thuận lợi đây muốn nói là cái thuận lợi về pháp, cái vùng đất nào mà có thuận lợi được về pháp, cho dù đó vật thực nó có khó khăn nhưng mà pháp được tấn hóa thì Đức Phật ngài dạy là này chưa bị khô nên ở, nên ở. Cái khu rừng nào mà vật thực đầy đủ, pháp được tấn hóa, này chưa bị khô hãy sống nơi đó trọn đời. Cái bằng đầy đủ có nghĩa là tìm không khó khăn, không mệt nhọc lắm, tức là không phải là cao cao sang mỹ vị gì cả, không phải là những cái thượng phẩm, vừa đủ để nuôi dưỡng cái sân thân xác này để mà thực hành những phẩm hạnh, và đồng thời pháp được tấn hóa thì ở trọn đời. Nói cách khác nữa đuổi cũng không nên. Cái bậc thật cũng là một cái điều, nó cũng trợ duyên. Và trong thường cận y duyên cũng nói tới là loại bậc thật. Nếu chúng ta thấy là Bồ Tát chúng ta đó, tuy rằng đó là một cái quy luật, nhưng mà trước khi ngài thành bậc chánh đẳng giác, ngài phải thọ dụng bát cơm sữa. Cho dù là chư Phật quá khứ hay là Đức Phật trong hiện tại, hoặc là chư Phật trong tương lai, thì trước khi mà chứng quả chứng đạt ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài cũng phải thọ dụng bát cơm sữa. Bát cơm sữa bằng hình thức người này nấu hoặc người kia nấu, nhưng phải có cho nên đây là một cái yếu tố mà chúng ta cũng phải phải xét lại cái loại vật thực nào mà phù hợp với cơ thể hay là thích hợp cơ thể, mà tìm không khó khăn, không mệt nhọc, và để sống mà thực hành được. Ở đây chúng ta nhớ rằng có một cái vị trưởng lão nằm ở trong nhóm 1.000 vị thánh A-la-hán của nhóm ngài Uruvela Kassapa. Cái vị này là một thánh A-la-hán và đồng thời cũng là thầy tế độ của Đức Ananda, ngài có tên là Belatika. Ở sự kiện mà ngài Belatika là vị tế độ sư của Đức Ananda đã dẫn tới có một cái điều luật là sau này chính Đức Ananda là người tuyên ngôn cho giới tử xuất gia thọ tỳ kheo hay tỳ khưu giới, và ngài Belatika là vị tế độ sư, cho nên kính trọng thầy mình. Cho nên khi mà nói hỏi giới tử đó, thầy ngươi có phải tên là Belatika hay không, hay là tế độ sư của ngươi có phải tên là Belatika hay không, thì bây giờ Đức Ananda mới trình bày Đức Tôn và Bạch Đức Tôn, con không dám nói tên gì đạo sư của con, tức là con không dám nói tên gì thầy tế độ của con. Đây là pháp kính trọng rất là lớn đối với Đức Ananda, ngay cả thầy mình á mình cũng không dám nói cái tên. Cho nên từ đó nó có một cái nghi thức là này giới tử, vị tế độ sư của ngươi có phải tên là Maha Thera Tích Xá, từ Tích Xá được đặt ra.
Nhưng mà ngài Bế Lát Thích Cá đó, là bậc A-la-hán sau khi ngài đi bát về thì mới ngẫm nghĩ rằng, ngài ngẫm nghĩ rằng đó là cái vật thực mà ta tìm được đó, thì sau khi tạo dụng xong phần còn dư lại ta không nên phí phạm. Dĩ nhiên đem cho tất cả những chúng sanh khác là phải rồi, nhưng mà cái thời gian mà phải đi bát như vậy khiến cho thân ta không được an lạc. Bởi vì chúng ta biết là lúc đó ngài cũng đã già, ngài thường thường là thích an trú trong thiền, ở cho nên ngài cất để dành lại để hôm sau thọ dụng. Cái sự kiện này đem tới một cái không hài lòng cho chư tăng và trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài cho gọi Bê Lát Thích Ca tới và ngài cũng thành thật và nói rằng con nghĩ rằng là con phải thực tập những cái pháp thiền, an trú trong pháp thiền, cho nên con để dành là không phải vì tham đắm nữa, mà chỉ vì để giờ dùng để không phải cái mất thời gian đi tìm nữa, để con an trú ở trong cái hiện tại lạc trú hoặc là an trú trong cái thiền quả. À, Đức Thế Tôn ngài mới khen ngợi. Đức ngài tích trữ trữ vậy không phải do tham đắm, bởi vì A La Hán không còn tham đắm. Cho nên cái vật thực á, nó cũng là một cái điều kiện nó khiến cho là cái thuận lợi cho chúng ta ở trong cái bước hành đạo. Như vậy cái xứ mà thuận lợi đó cho chúng ta thấy có những cái yếu tố ở bên ngoài. Thứ nhất là nơi tụ họp của những người đại phước. Từ những người đại phước này cho nên cái đời sống vật chất nó tương đối được ổn định. Cái khổ về vật chất nó không có phải là một cái nỗi lo lắng dài hay là lo lắng nặng. À, điểm thứ hai là nơi đó có những bậc tài trí để làm cho cái tri thức được tấn hóa, mà đặc biệt là những vị thánh. Nơi nào có những vị thánh nữa thì chúng ta sẽ học tập thân cận vị thánh riết, rồi một lúc nào đó chúng ta tự tự nhiên vậy cũng có những cái sở hành giống như cái ngài. Mà còn nếu mà thân cận với những vị mà không có tinh thần đạo đức, một lúc nào đó dù rằng bây giờ chúng ta biết được Phật pháp hay là chúng ta biết được đâu là thiện nghiệp, đâu là bất thiện nghiệp, nhưng mà gần gũi mà không có là không 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 có để mở mang một kiến thức thì suốt đời cũng giống như người nông dân chỉ biết quanh quẩn ở cái mảnh ruộng mà thôi, chứ không có vượt xa hơn cái mảnh ruộng, không thể vượt xa hơn cái vùng đất mà ông ta nói. Cho nên có những bậc tài trí đó là khai khai quang cho chúng ta những cái vùng đất mà chúng ta chưa đi tới, mà nhờ đó chúng ta sẽ hiểu được những cái điều cần hiểu, và những điều cần hiểu đó chúng ta hiểu một cách rốt ráo. Mà cái danh ngôn có nói rằng có ba điều được gọi là kẻ ngu. Thứ nhất là không biết những điều đáng biết. Thứ hai là biết những điều không đáng biết. Thứ ba, điều đáng biết lại biết không rành. Đây là ba cái dấu. Bằng. Ở trên cái điều mà chúng ta nói là cái tự viện chưa là nói lên cái điều gì hết. Chưa nói là điều gì hết. Nó chẳng qua chỉ là một khung cảnh thôi. Nó có thể là giúp cho tâm chúng ta cảm thấy thơi thới nhẹ nhàng, nhưng mà cái thơi thới nhẹ nhàng đó nó một có trí hay không có trí đó là một vấn đề. Tâm chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng để chúng ta có tạo những cái phước, mà cái phước đó nó có kết quả đáng ao ước, đáng mong cầu, đáng hài lòng hay không lại là một vấn đề khác, là một vấn đề.
Mà tất cả những cái đó nó do cái gì dẫn lối? Nó do cái tri thức dẫn lối. Mà tri thức xuất phát từ đâu? Từ cái tập, từ cái sự nhận thức cách tốt, tốt đẹp. Mà thân cận với những người có trí như vậy, hoặc là những người có giới hạnh, hoặc là những người mà có năng lực thiền tịnh, lâu dần là chúng ta sẽ học hành và chúng ta thân cận như vậy. Dần dần chúng ta có một cái thói quen cái những điều tốt đẹp đó. Đây là cái điểm thuận lợi thứ hai mà chúng ta vừa trình bày. Điểm thuận lợi thứ ba là thời tiết hoặc là vật thực. Nhưng mà tất cả những cái đó có phải là cái điểm, là cái nơi Bát Bát Đề Sát Hoa Sô hay không, tức là cái trú xứ thuận lợi hay không? Chưa phải. Bởi vì cái trú xứ này nó lơ lơ mệ những cái mãnh lực đau thường hay khổ chi phối. Bởi vì cái thế gian bên ngoài này nó luôn luôn bị biến động, mà một khi nó bị biến động thì nó sẽ mất đi, nó sẽ mất đi. Khi mà nó bị vô thường thì nó có thể mất đi. Nhưng mà có một cái trú xứ rất là thuận lợi, tuy rằng cái trú xứ này vẫn cứ bị cái mãnh lực vô thường chi phối, nó vẫn bị cái khổ, nhưng mà khi đi tận cùng nó, đi tận cùng cái trú xứ này, đi tận cùng cái chỗ này thì không còn mãnh lực vô thường nữa. Đi tận cùng cái vùng đất này thì nó sẽ không còn cái khổ nữa. Mà cái trú xứ thuận lợi á, trước mắt chúng ta phải an tâm ở trong bốn niệm xứ. Đây là cái trú xứ mà Đức Thế Tôn ngày dạy thì chưa phải hết đâu, chưa phải hết đâu. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ có cái trú xứ thuận lợi nhất, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Bởi vì cái trú xứ này mặc dù nó vẫn bị cái mãnh lực vô thường chi phối, mặc dù nó còn vướng dấp cái sự đau khổ của luân hồi, nhưng mà một khi mà nó đi tận cùng hết cái vùng đất này thì nó sẽ tới nơi an lạc, rất là hạnh phúc tột cùng. Mangalamut. Bây giờ chúng ta nói về cái thân thọ tâm pháp, đó là hình tượng của bản kinh, chỉ khai triển như vậy cũng là một cái điều tốt rồi. Nhưng mà tức là khi mà cái người mà thực hành được tứ niệm xứ đó, dù là niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm, niệm pháp đó, trui rèn một thời gian thì dần dần nó du nhập vô trong tâm hồi nào hay, và nó sẽ làm cái chủng tử sau này, hay là một hạt giống sau này khi nghe lại những câu Phật ngôn, khi nghe lại những cái từ ngữ của niệm thọ, niệm thân, niệm tâm, niệm pháp, thì người đó có khả năng chứng đắc được đạo quả. Như trong Pháp Cú Kinh có nói một câu chuyện, xin lỗi không phải là Pháp Cú Kinh mà như là chuyện của bên nói về Sức Lan, là trong thời mà vua A Dục đó, trước khi vua A Dục mà xuất khỏi thai bào, ông nhập thai bào thì bà hoàng hậu á, mẹ của vua A Dục có một cái ước muốn rất là kỳ lạ, tức là bà muốn hái sao trời mà ăn, muốn ăn những con trùng, và muốn dạo chơi ở nơi mà có trăng sao, là hái sao trời. Mà ước muốn mà hái sao trời mà ăn thì khó khăn vô cùng, rồi lại ăn những con trùng nữa chứ, con vật rất là ghê tởm. Nhưng mà vì cái thai bào này á mà bà phải sanh sao gầy gò, bởi vì ước muốn này nó không có thờ thực hiện được, thì vua Bindu Sara tức là cha của vua A Dục mới hỏi bà hoàng hậu là vì sao mà hậu sanh sao gầy gò
vàng vọt như vậy. Thì bà Mậu mới tỏ thật cái ý muốn của mình. Thì vua Bindu Sa Đá là người rất là thông minh. Sau một phút một lúc suy nghĩ, thì vua Bindu Sa Đá nói: "Ồ, cái ước muốn của hậu có thể thành tựu được, chứ phải không? Ta sẽ giúp cho hậu hái được sao trời mà ăn, ăn luôn cả những cái con trùng dưới đất. Thì ông cho kiến tạo một cái sân cầu, đó là ở sân cầu đó, ông lấy vải trắng ông che phủ hết, tạo thành bầu trời màu xanh. À, trên những bầu trời màu xanh đó đó, về ông dùng những loại thịt rất là ngon, à, để cắt thành những cái ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, mà còn cho những bóng đèn lóng lánh lóng lánh lóng lánh. Rồi ở trên sân cầu đó ông cho trải một lớp chiếu rất là dày, ở trên sơn phết giống như mặt đất, và dưới lớp chiếu đó ông cho làm những cái thịt, à, đem những cái món thịt ra làm ra giống hình như những con trùng để dưới lớp chiếu đó. Sau khi mà tạo dựng xong xuôi rồi, cũng có rừng, cũng có suối, cũng có sông, cũng có cảnh trí rất là nên thơ. Mới đưa bà hoàng hậu đi tới. Và bà hoàng hậu á cảm thấy hân hoan, đưa tay lên giói lấy hái sao trời để ăn. Rồi nhìn thấy ở dưới có ngút ngắt những cái con, những miếng thịt tựa như con trùng đó, là ông làm cho nó có cái vẻ sinh động, lay động lay động. Bà mới moi moi cái chiếu ra, rất là lớp mắt giả, rút ra những cái miếng thịt. Dĩ nhiên bà hiểu ngay đó, đây là những miếng thịt chứ không phải là những con trùng. Những con trùng rất là thơm ngon. Rồi bà ăn đi. Sau khi ăn xong đó, thì cái cơn thèm khát nó hết. Thì nghe một sự kiện kỳ lạ vậy, có một du sĩ lọa thể. Ông này lại có một cái thắng trí, à, tức là do một cái tu tập. Ông lại có cái tài tiên đoán. Và ông đi tới xin gặp bà hoàng hậu. Đây là du sĩ lọa thể. Nên ra gặp bà hoàng hậu. Và vị du sĩ lọa thể nói rằng: "Thưa bà, đây là một cái bí mật mà tôi có thể nói cho riêng cho bà. Bà nên bảo trọng cái thai bào này. Bởi vì đứa bé trong thai bào này sau này nó sẽ lập lớn, bởi vì cái ước vọng mà bà hái những cái vì sao bạn được ước báo của đứa bé này nó xông lên cỡ hư không rất là rộng lớn. Mà lại muốn ăn những con trùng dưới đất nữa thì cái ước báo của đứa bé này nó xuyên thấu xuống mặt đất rất là lớn. Và bà cảm thấy một cái không gian rất là rộng lớn như một khu rừng mát mẻ nên thì nó sẽ làm cái quốc độ rất là rộng lớn. Nhưng đây là một cái bí mật. À, xin bà hãy gìn giữ lấy. Và đừng có cho tiết độ và dáng bảo dưỡng cái thai bào này." Và quả thật về sau thì vua A Dục lên nắm quyền. Thì khi mà vua A Dục lên nắm quyền cai trị, bà hoàng hậu mới nói rằng ngày xưa bà mẹ có thai con á, thì có du sĩ đó đã tiên đoán như vậy. Hiện nay ông ta đang ở cái trú xứ đó. Nghe vậy là vua A Dục cũng rất là hân hoan. Cái người mà có tiên đoán được cái thời vận mình, người mà tiên đoán được cái vận mệnh của mình vậy, quá hay à. Mới cho người đi mời vị du sĩ về để mà ban thưởng hay là phong chức gì đó. Thì khi mà những quan hầu hay là những quan quân mà đi mời vị du sĩ, vị du sĩ đi tới một cái núi cảnh trí rất là nên thơ, rất là an tịnh, tâm ông ta rất là hân hoan. Nên người du sĩ này bỏ kiệu đi xuống. Dĩ nhiên những người quan quân đó phải chờ ông ta lần bước đi lên cái núi mà thanh vắng yên tịnh và u nhã tịch mịch này. Đột ngột ông thấy từ trong núi nó có những con beo, con cọp, những con thú dữ nó đi giống như là một cách hiền thiện, giống như con mèo con
hoặc là những cái con chó con được nuôi trong nhà, nó ngạc nhiên quá cậu. Là cái lần bước tới thì lúc đó gặp vị trưởng lão đắc được tâm mình. Vị trưởng lão này nhìn thấy du sĩ, ngài đưa tâm, ngài quán xét, ngài biết được cái tiền duyên của ông du sĩ. Bây giờ du sĩ này mới hỏi là: thưa ngài, ở đây là đâu mà cọp beo là nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, nó đi ra từng đoàn như vậy? Hiểu được cái tiền duyên của cái người du sĩ này, cho nên vị trưởng lão nữa: này du sĩ, ở đây là ai? Giáp Bá Ná là sứ, đâu có gì mà phải ngạc nhiên. Thì cái chữ A Giáp Bá Ná là sứ, nó dường như đánh thức lại một cái gì đó mà ông ta đã quên lãng từ lâu. Người du sĩ này quên lãng từ lâu. Nguyên nhân, cái người du sĩ này là một con rắn. Trong thời Đức Phật, ở con rắn nằm ở cạnh giảng đường, và hằng ngày nghe chư tỳ kheo tụng cái tạng diệu pháp và danh từ A Giáp Bá Ná, A Giáp Bá Ná, sứ sứ sứ. Nó nghe như như nó không biết, nó không hiểu, nhưng mà nó có mường tượng đây là một cái âm thanh tốt. Nọ con rắn đi ăn bị con diều hâu bắt được. Trong những phút mà lâm chung, nó nhớ lại cái từ A Giáp Bá Ná, A Giáp Bá Ná, tức là xí xí xí. Và dĩ nhiên chết thì nó sinh thiên, nhưng mà phước rất là yếu, cho nên thọ hưởng không bao lâu, tái sanh xuống và lọt vào dòng du sĩ, lại là du sĩ lọt thể. Nhưng mà nghe tiếng A Giáp Bá Ná này, du sĩ đây có gì là lạ đâu, là A Giáp Bá Ná là xí chứ có gì đâu mà hỏi. Nghe xong thì du sĩ này cảm thấy bàng hoàng, nhớ là cái gì mà mình đánh mất từ lâu mai tìm gặp được. Trên mân hân hoan nhìn lại thì cảm thấy mình lõa thể, thì sự hổ thẹn sân khởi lên và bị trưởng lão ném cho cái chiếc y. Ông mặc y vào và sau lời một thời nghe pháp của vị trưởng lão thì vị du sĩ này xin được xuất gia, về sau chứng quả A La Hán do nỗ lực hành trì tín niệm xứ. A Giáp Bá Ná cũng là xứ. Như vậy thì cái trú xứ mà thuận lợi nhất nó chính là, xin lỗi, trú xứ mà thuận lợi hãy cho ở mà thuận lợi ở bên ngoài, bây giờ cái trú xứ mà thuận lợi bên trong chúng ta đó, nó chính là bốn pháp niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mặc dù thiền định có khả năng bị mãnh lực vô thường chi phối, nhưng mà trong tạng diệu pháp thì cái người nào mà chứng đắc thiền định rồi, trước đây có chứng đắc thiền định rồi, rồi sau này sanh cõi phạm thiên, dĩ nhiên thiền định đó phải bị mãnh lực vô thường chi phối. Nhưng mà cái chủng tử còn lại đó, mà nếu như may mắn mà nghe pháp mà triển khai thiền quán, hoặc là nghe trực tiếp Đức Thế Tôn thuyết giảng, hoặc những vị thánh thinh văn mà thuyết giảng, người đó chứng được đạo dự lâu thì thiền kia lập tức sinh lên. Trường hợp này thuật ngữ của Tạng Diệu Pháp gọi là định đồng sinh với đạo. Hoặc những vị nào mà có thần thông á, thì khi đó cái thần thông này nó sẽ đồng sinh với tâm đạo đó. Điển hình như giống ngài Chu Lá Banh Tha Cái, một câu kệ ngôn 4 tháng không thuộc, nhưng mà khi chứng quả la hán xong thì quả tâm mình có luôn. Được. Cho nên nó không phải, mặc dù rằng là cái thiền định này nè, nó vẫn bị mãnh lực vô thường chi phối, nhưng mà nó còn lại một cái lợi lớn, cái quả báo lớn ở về sau, nếu người đó triển khai được tuệ quán để chứng quả được. Dự lâu. Rồi có trú xứ nào nữa? Chẳng phải tứ niệm xứ không thôi đâu. Không phải.
cái trú xứ thuận lợi nữa đó, là an trú tâm vào cái niềm tin bất động nơi tam bảo. Đây cũng là một cái trú xứ thuận lợi vô cùng, bởi vì không có cái niềm tin, nói cách khác là không có một cái chánh tính một cách đúng đắn, tức là không có niềm tin bất động nơi tam bảo, tức là không có kiên cố nơi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, thì người đó cũng tự làm giảm thiểu cái sức mạnh của cái nội tâm. Mà khi có một niềm tin tốt như vậy thì người đó sẽ triển khai từ cái niềm tin đó đi đi tận cùng cái xứ thuận lợi này, đạt như vậy. Mà điển hình như chúng ta thấy là ngài Quắc Ca Lý. Quắc Ca Lý cũng chỉ có một cái niềm tin, mà nó là tin tin bình thường, tin hơi hợt. Không có niềm tin Đức Thế Tôn, bây giờ cái sắc tướng Đức Tôn mà thôi. Họ xuất gia chỉ có mong mỏi đi nhìn thấy sắc tướng của Đức Thế Tôn mà thôi. Ngày nào cũng nhìn ngắm lần đó cho nó thỏa mãn. Thế thôi. Không cần nghĩ tới hành pháp gì. Dĩ nhiên giới luật thì rất là tốt rồi, không nhờ vi phạm. Nhưng mà thực hành pháp là, mới khi mà duyên lành ông đã tới thì Đức Phật Đức Tôn ngài mới đuổi đi. Nếu đâu ngài dạy là Quốc Lý, cái người nào mà ở gần Như Lai mà không thực hành pháp của Như Lai thì người đó ở xa Như Lai ngàn dặm, xa thật xa. Cái người nào mà ở xa thật xa nhưng người đó thực hành pháp của Như Lai giảng dạy, người đó kề cận Như Lai. Vậy thì này Quốc Lý, hãy đi đi. Và dĩ nhiên thì tuy rằng tâm tư buồn khổ mà không hề oán giận, ngài Quốc Lý bậc đạo sư từ bỏ ta rồi thì ta sống trên đời này để làm gì nữa, cái nơi nương dựa, cái nơi mà giúp cho tâm tư được thoải mái đã mất rồi. Ta buồn khổ leo trên đỉnh núi để nhảy xuống, Đức Thế Tôn ngài đứng dưới chân núi, ngài vẫy tay Quốc Lý hãy đến đây. Hân hoan như ai cho một ngôi vị vua chuyển luôn. Từ trên đỉnh núi ông không nhảy xuống nữa, mà ngài từ trên đỉnh núi nhảy xuống thẳng, không đi xuống mà nhảy thẳng. Ở giữa hư không á, Đức Thế Tôn ngồi hóa dạ rằng tràn ngập niềm tin nơi ân đức Phật, người đó sẽ được hạnh phúc, sẽ được sự an lạc. Ở giữa hư không ngài nghe có kệ ngôn nó phát triển tuệ quán chứng quả là đắc luôn pháp thần thông, và nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái niềm tin an trú trong cái niềm tin, mà niềm tin phải niềm tin đúng, niềm tin ân đức, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó là, mà niềm tin này phải an trú trong niềm tin của nhân quả, phải an trú niềm tin này trong cái nghiệp báo. Dĩ nhiên tiên khởi là chúng ta an trú niềm tin ở trong ân đức Phật, bi đức, tịnh đức, tuệ đức, ân đức Pháp. Pháp có thể hướng thượng, pháp có thể dẫn tới thoát ly khổ, tức là bát chánh đạo. An trú tâm ở trong cái ân đức Tăng, tức là bốn đạo bốn quả. Rồi tin vào nhân quả, khi mà tin vào nhân quả là những điều mê tín dị đoan chúng ta sẽ không tin nữa, không mê tín nữa. Chúng ta thí dụ giống như cái người mới vừa báo tôi là có ai đó nó viết là một cái câu gì đó, nó nói là thế gian này sắp bị tai nạn, rồi bạn muốn gia đình bạn mà hết khỏi tai nạn nó bảo phải phô ra 27 tờ giấy để rải khắp nơi. Muốn cứu được thế gian này là phải phô ra 1.000 bản. Sao lại với mọi người có trí không bao giờ tin được, nhưng có trí không bao giờ tin được một cái bản photo mà viết gì đó trong đó nào là thế gian bị sắp sửa bị hủy diệt cái gì đó, tai nạn sẽ tới, quỷ dương xuất hiện gì đó, người này làm sao biết được hay là một điểm. Thứ hai nữa, đi phô vậy là cứu được gia đình thì tới chuyện nhân quả không thấy rồi.
mà không phải bây giờ nha, thời trước là chúng ta còn nhỏ đó, độ khoảng ở chừng 15-20 tuổi cũng có trường hợp này xảy ra. Tin nhân quả là bây giờ không, bây giờ tin cái chuyện này nữa, không bây giờ. Chuyện phi lý vô cùng. Những người nào mà tin vậy là người mê tín, không phải cái niềm tin đúng. Tin nhân quả, tin nghiệp báo, an trú niềm tin này, an trú vào đâu nữa, xin đưa an trú vào cái trí chúng ta, cái trú xứ mà thuận lợi nhất đó chính là cái trí, tức là cái pháp xứ hoặc là cái pháp giới. Danh từ thuật ngữ của Tạng Diệu Pháp là nói là pháp xứ hoặc là pháp giới, nhưng mà đây chúng ta nói dùng cái danh từ mà dễ hiểu nhất đó, đó là cái an trú trong cái trí chúng ta. Cái trí là một cái trú xứ thuận lợi nhất, mà cái trí này không bao giờ biết phản bội chúng ta, chỉ trừ chúng ta đặt nó sai mà thôi, chứ nó không bao giờ phản bội. Mà cái trí này đó, cái trí này đó, nó cũng mê mẩn được vô thường, nhưng mà cái chủng tử của nó sẽ là giúp cho chúng ta triển khai tăng tăng trưởng, nó sẽ khôi phục lại khi gặp một cái thời điểm thuận lợi chứ không phải không. Tất cả những vị thánh tinh văn hồi xưa, cho dù là cư sĩ, xin đưa đừng có nghĩ rằng mới nghe pháp một lần đâu, không bao giờ, không bao giờ cả. Cho dù trong cái kiếp này gì đó không từng nghe pháp, chưa từng nghe pháp của Đức Thế Tôn, nhưng mà trong từng kiếp đã từng nghe rồi, chứ không phải không. Mà mặc dù trong hiện kiếp này chưa nghe, nhưng mà duyên lành tới Đức Thế Tôn ngài ngự đi thuyết giảng, phải có nghe pháp. Mà nghe pháp chính là trí. Nhưng cái trí cao tột nữa, an trú trí ở trong một cái trú xứ cao tột nữa, chính là an trú cái trí này ở đâu, ở trú xứ nào? Xin thưa, ở trú xứ vô thường, ở trú xứ khổ, ở trú xứ vô ngã. Chính vì vô thường khổ vô ngã đó, nó làm cho tăng trưởng cái trí, nó là cái chất bổ dưỡng cho trí. Trí biết nhân quả, trí biết nghiệp báo, nó đã là tốt rồi, nó củng cố cho cái niềm tin một cách vững mạnh rồi, nhưng mà nó chưa có tác dụng lớn cho bằng cái trí này ở trong cái trú xứ vô thường xứ, ở trong cái trú xứ khổ xứ, ở trong cái trú xứ vô ngã xứ. Chính những cái trú xứ này nó mới mang tới cái e tăng măng cái mối tâm măng, đó là cái hạnh phúc cao tột, đi tận cùng của chuỗi dài sinh tử, đi tận cùng của tướng vô thường, đi tận cùng của cái tướng khổ, đi tận cùng của tướng vô ngã, thì nơi đó có niết bàn xứ, nơi cảnh giới thường nhiên tịch tịnh. Cảnh giới không bao giờ có đau khổ. Vậy thì chúng ta an trú ở trong trí, nhất là trí quán về tam tướng, về thể trược vô phần. Cho nên bát tí ru bát đề sát qua sơ e tăng măng ca la mô tâm măng, ở hay là trú ở xứ thuận lợi, đó là một hạnh phúc cao tột. Thì ở bên ngoài chúng ta có những cái hình thức an lạc về thân, nơi tụ hội những bậc có phước, nơi có làm cho tăng trưởng cái tri thức, nơi mà có những bậc hiền thánh, những bậc cao đức, bậc trì giới, bậc trì luật, bậc trì pháp cư ngụ. Nhưng mà trú xứ bên trong chúng ta, thứ nhất là tứ niệm xứ, thứ hai cái niềm tin, thứ ba nữa là cái trí. Mà cái trí này phải an trú ở trong nhân quả cũng có, nghiệp báo cũng có, vô thường cũng có, khổ cũng có, vô ngã cũng có. Mà đặc biệt là ba cái tam tướng này, hay là ba cái tưởng này,
Mặc dù nó bị vô thường, tức là nó có thể không tồn tại trong kiếp này, nhưng mà nó vẫn là một cái chủng tử để chúng ta nương cà tựa trong tương lai. Một khi xuất hiện thì có điều kiện cơ duyên khởi lên và chúng ta đi tận cùng có cái con đường sinh tử, tức là đạt đến niết bàn xứ vậy. Và thôi vậy, thời gian này cũng vừa phải lẹ, quá sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý bà quý cô tu nữ, và cùng sự an vui tự tại cho càng Phật tử. Chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài hân hoan thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi thì sẽ được những điều an vui tịnh lạc đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sankhaya Dạ, Nam mô Sankhaya Dạ, Nam mô Sankhaya Dạ.